Okay, welcome class of 2010, ESL class of 2010. I would like to introduce our branch manager, Trish Owim, to make a speech. Okay. I'm very honored that our teacher, Janae, is inviting me join with you guys. Today is your last day to complete the class, right? I don't know what I'm saying more than thank you guys joining the class, and I'm so glad that you guys, wonderful students, have patience and spend a lot of time to come and sit in the class all the times. Tôi tên là Khôi. Tôi giữ cái lớp ở trung tâm này đã được 5 tháng rồi và tôi được giới thiệu qua một người bạn. Chúng ta là thầy trò, bạn bè đồng môn thì gặp gỡ nhau đó là có nhân duyên. Vì thế mà tôi đến cái lớp này cũng do một sự tình cờ mà bạn bè giới thiệu để học thi quốc tịch. Qua cái lớp quốc tịch một tháng thì tôi thấy các thầy cô ở đây cũng rất là nhiệt tình dạy, mà ai đậu sao cũng đậu hết, làm mình cũng nôn. Nhưng trong cái thời gian học đó thì thấy có cái lớp Anh văn, mới xin cô Janet chuyển qua cái lớp Anh văn để học. Mình nghĩ rằng là mình sẽ học cho khá tiếng Anh thì mình hy vọng mình có kết quả tốt hơn. Thời gian học Anh văn ở đây thì trong lớp tôi là người lớn tuổi nhất trong lớp. Thành thử là, nhưng tình thầy trò rất là gắn bó và thân thiện với nhau. Cô Trinh rất là nhiệt tình dạy chúng tôi tìm cách như thế nào để cho chúng tôi cảm thấy vui để học. Và tôi cảm thấy trẻ lại và để được đi học và mong tới giờ, tới lớp đó để được gặp lại bạn bè để cùng nhau tranh đua học. Bởi vì cô Trinh cũng khuyến khích chúng tôi bằng cách là đặt phần thưởng. Hãy người nào mà điểm cao và có sự cố gắng thì được điểm thưởng. Do đó chị em chúng tôi hỗ trợ nhau và cùng nhau để có được cái điểm tốt. Thì cộng dây nhau. Rồi trong thời gian này đó học thì phải nói rằng rất thầy trò rất là vui, rất là quý mến và cũng có sự giúp đỡ của tất cả các quý vị làm việc ở đây. Cuối cùng thì tôi cũng phải nói đấy là cảm ơn trung tâm thuyền nhân SOS đã tạo cơ hội cho chúng tôi có dịp gặp gỡ, cơ hội học tập và đạt được những cái kết quả tốt đẹp mà chúng tôi ao ước, là được thi quốc tịch, là được học Anh văn và được học tất cả những cái gì mà trung tâm đã tạo ra để giúp cho cộng đồng. Chúng tôi cũng xin chúc cộng đồng càng ngày càng phát triển để giúp đỡ cái trung tâm này đó phát triển tốt để giúp đỡ cộng đồng chúng ta. Một lần nữa cũng cảm ơn các trung tâm, các thầy, các cô và nói hết cái chân tình của mình vậy. Cảm ơn cô. Dạ, kính chúc Now, may I speak English? So, how much I say thank you, Miss Jin. Okay, thank you. Before, I cannot speak English. I can understand English. I dare not to receive an answer to call. Yeah. After 4 months of your sacrifice, yeah, and hard teaching, I feel I improved, and now I feel I can, I have enough courage and self-confidence to speak. Before, I dare not to speak to anyone. You know, yeah. Thank you so much for your support. Oh my God! Thank you. Thank you. Did everybody understand that? Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Janet. Thank you. Kính chúc quý thầy cô, quý bạn một buổi tối vui vẻ. Yeah. Good appetite.